Có bao giờ các fan của Gen tự đặt câu hỏi tại sao một số đội bóng như Liverpool, Arsenal khi mua cầu thủ lại đều tóm được những con hàng vừa ngon vừa rẻ hay không? Trong khi các câu lạc bộ như kiểu Barcelona hay Manchester United thì lại mua phải những món hàng hơi giá đắt. Cho dù bạn là fan của bất kỳ đội bóng nào đi chăng nữa, thì câu hỏi làm thế nào để tìm ra những viên ngọc quý chưa ai biết tới cho đội nhà luôn là một khát khao cháy bỏng. Săn đón được những tài năng trẻ, những Messi hay Ronaldo mới luôn là điều mà các đội bóng ở khắp nơi trên toàn thế giới hướng đến. Không chỉ là vấn đề nhức nhối đối với các tuyển trạch viên chuyên nghiệp hay người yêu bóng đá thông thường, mà ở Gen chúng mình, scout được một cầu thủ cũng mang tới niềm vui sướng và hãnh diện vô cùng to lớn. Các bạn không thể tưởng tượng ra được sự hân hoan của Nguyên Gà khi scout được Pedri hay của anh DSK Hà Lan khi scout được hậu vệ cánh số 1 Premier League Nuno Tavares đâu. Thế nên, ngày hôm nay Gen chúng mình phải làm ngay một video để chia sẻ những tuyệt chiêu mà Nguyên Gà hay DSK Hà Lan đã sử dụng trong quá trình truy tìm những cánh chim lạ cho đội bóng mình yêu quý nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video của Modern Football, làm thế nào để scout một cầu thủ. Điều cần phải ghi nhớ số 1, luôn nhìn vào bức tranh toàn thể. Một trong những điều cơ bản và quan trọng nhất khi muốn phân tích bất kỳ một cầu thủ nào chính là phải nhìn vào vai trò của anh ta trong một hệ thống chiến thuật của một đội bóng. Từ đó, bạn mới có thể rút ra được những kết luận là anh ta đang thể hiện ở mức kém, tròn vai hay là xuất sắc. Không chỉ vậy, thấu hiểu được vai trò và nhiệm vụ của một cầu thủ trong hệ thống của đội bóng cũng giúp người mò kim đáy bể nhìn ra được bộ kỹ năng của anh ta. Một ví dụ điển hình mà Gen muốn đưa ra cho các bạn hiểu chính là Declan Rice. Cầu thủ của West Ham United đã luôn là một con hàng hot trên thị trường chuyển nhượng trong 3 đến 4 mùa giải gần đây. Rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan của các đội bóng như Manchester United luôn mong muốn có được chữ ký của cầu thủ người Anh, với niềm hy vọng rằng Rice sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trụ, làm holding midfielder cho Quỷ Đỏ Thanh Màn. Thế nhưng, nếu thấu hiểu rõ vai trò của Rice trong sơ đồ 4-2-3-1 đã được huấn luyện viên David Moyes xây dựng cho West Ham, các cổ động viên sẽ phải từ bỏ ngày ước mơ ấy. Ra bàn trên đây minh họa lại vị trí của Rice trong sơ đồ 4-2-3-1 được huấn luyện viên David Moyes xây dựng cho West Ham. Trong bộ đôi tiền vệ trung tâm, hay còn gọi là double pivot của The Hammers, Rice sẽ bắt cặp với tiền vệ người Séc là Thomas Suchek. Suchek là người có xu hướng chơi thấp hơn và sẽ đóng vai trò holding, tức là giữ vị trí nhiều hơn, nhằm tạo điều kiện cho Declan Rice thể hiện khả năng chơi bóng của mình. Cho nên, tuy sở hữu một thể hình và khả năng phòng ngự xuất sắc, Declan Rice có lẽ sẽ không thể nào chơi được ở vị trí tiền vệ trụ như nhiều cổ động viên của các đội bóng lớn thường mong muốn. Bắt một tay đua xe máy thực hiện công việc của một tay đua F1 thì tuy là giỏi, nhưng chưa chắc gì anh ta đã làm được nhiệm vụ ấy. Declan Rice cũng vậy, sở hữu khả năng phòng ngự, nhưng chưa chắc anh ta đã chơi được vai trò holding, đơn giản là bởi anh ta chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Điều cần ghi nhớ số 2, thấu hiểu bộ kỹ năng của một cầu thủ. Đặt trong trường hợp bạn đã biết được cầu thủ mình đang để ý chơi ở vị trí nào, đóng vai trò gì trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên, thì điều quan trọng tiếp theo mà bạn phải ghi nhớ đó chính là quan sát bộ kỹ năng của cầu thủ ấy. Có thể huấn luyện viên hiện tại đang dùng anh ta ở sai vai trò, sai vị trí, có thể cầu thủ này sẽ không hợp với đội bóng mà bạn đang nghĩ tới, vân vân và mây mây. Nhưng tựu chung lại, quan sát là điều mà bạn phải đặt lên hàng đầu khi bạn đi tìm một tài năng trẻ mới. Bạn luôn phải trong một trạng thái suy nghĩ là mình không biết gì cả và mình đang đi tìm tòi khám phá. Một ví dụ mà bọn mình ở Modern Football tin rằng qua đó, các bạn sẽ hiểu rõ về vai trò của việc nắm bắt được bộ kỹ năng của cầu thủ chính là trường hợp của Aaron Wan-Bissaka. Cầu thủ người Anh là một hậu vệ cánh chất lượng, đặc biệt là trong phòng ngự. Thế nhưng, sự yếu kém của Wan-Bissaka trên mặt trận tấn công, đặc biệt là trong tạt bóng, đã không còn xa lạ với chúng ta. Thực chất, Wan-Bissaka sở hữu khả năng dây bóng và một đấu một cực kỳ xuất sắc. Vốn xuất thân từ một cầu thủ chạy cánh, Wan-Bissaka có thể vượt qua được đối phương và băng cắt vào trung lộ, tung ra những đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội. Tình huống dưới đây trong trận đấu với Watford ở mùa giải 2018-2019 là một ví dụ. Wan-Bissaka nhận bóng ở khu vực half space và được đặt vào thế một đấu một với đối phương. Anh ngay lập tức vượt qua được đối phương trong vài nốt nhạc nhờ vào những pha đi bóng lắt léo, trước khi tự mình tung ra một đường chuyền quá ngon ăn cho đồng đội ngay trước vòng 16m50. Một ví dụ khác sinh động hơn cũng trong một cuộc chạm trán khác với Watford. Aaron Wan-Bissaka dâng cao và chiếm lĩnh khoảng trống ở khu vực half space, trong khi người đồng đội của anh là Townsend thì đang chờ sẵn ở sát đường biên. Bằng kỹ năng xử lý trái bóng của mình, Bissaka đã thu hút tới tận 3 cầu thủ đối phương và mở ra không gian cho Townsend tấn công bằng tình huống trồng biên. Nhìn chung, Wan-Bissaka không phải là vô dụng trong tấn công. Cầu thủ người Anh hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu được đặt vào tay một huấn luyện viên hiểu rõ thực lực của anh ta và biết phải làm gì. Wan-Bissaka đã tỏa sáng trong màu áo của Crystal Palace khi được chơi bên cạnh Aaron Townsend, người có xu hướng bám biên và sẵn sàng tung ra các quả tạt chất lượng. Sự tương hỗ nhịp nhàng giữa hai cầu thủ này là nguyên nhân giúp cho Wan-Bissaka tỏa sáng trong màu áo đội bóng thành London. Đáng tiếc thay, khi đến với Manchester United, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lại không hiểu rõ cách sử dụng cựu hậu vệ Palace. Chiến lược gia người Na Uy thường xuyên yêu cầu Wan-Bissaka phải bám biên và tung ra các quả tạt, điều mà anh ta không thể thực hiện được vì nó không nằm trong bộ kỹ năng của cầu thủ này. Cố bắt một chiếc tua vít phải thực hiện nhiệm vụ của một cái búa, Ole Gunnar Solskjaer đã không thể tận dụng được tối đa năng lực của quân bài mình có trong tay. Điều cần ghi nhớ thứ ba, sử dụng dữ liệu một cách khôn khéo. Trong bóng đá hiện đại,
dữ liệu trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà không ai dám bỏ qua. Hầu như tất cả những tuyển trạch viên của các đội bóng trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, đều áp dụng dữ liệu trong quá trình săn tìm những viên ngọc thô của mình. Thế nhưng, sử dụng dữ liệu sao cho hợp lý và đúng đắn lại là một câu hỏi mà không nhiều người có thể giải đáp được. Một lỗi sai mà rất nhiều bạn scam mắc phải chính là bị dựa dẫm vào số liệu quá mức. Nhiều người xây dựng luận điểm của mình dựa trên số liệu, trong khi thực tế, số liệu chỉ có thể đóng vai trò chứng minh cho những luận điểm mà bạn rút ra được sau khi bỏ thời gian quan sát cầu thủ ấy. Các fan của Modern Football hãy luôn ghi nhớ điều này để tránh không đưa ra những luận điểm kiểu như Harry Maguire top 5 CB hay như kiểu Bruno Fernandes playmaker. Những con số thì không hề biết nói dối, nhưng người đọc thì lại chưa chắc đã hiểu rõ được thông điệp mà những con số muốn truyền tải. Có rất nhiều loại dữ liệu khác nhau, nhưng lại bị những người yêu bóng đá sử dụng không đúng mục đích và hoàn cảnh một chút nào. Lấy ví dụ như trường hợp của các thủ môn, rất nhiều tờ báo hay các chuyên gia thường sử dụng phần trăm cứu thua làm thước đo xem ai là người bắt bóng giỏi hơn. Điều này thật ra không hề đúng một chút nào. Tỷ lệ cứu thua được tính bằng cách số pha cứu thua chia cho tổng số cú sút phải nhận. Cách tính này bỏ qua hết hoàn toàn độ khó của những pha dứt điểm mà một thủ môn phải đối mặt. Hãy nghĩ như thế này, thủ môn A nếu phải đối mặt với 6 cú sút, cả 6 cú sút đều ở trong vòng cấm địa thì anh ta chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi hơn là thủ môn B, người đối mặt với 6 cú sút nhưng tất cả đều bắt nguồn từ ngoài vạch 16m50. Với sự ra đời của bàn thắng kỳ vọng hay bàn thua kỳ vọng, những yếu tố như độ khó của cú sút cũng sẽ được tính tới. Từ đó, dữ liệu trở nên cụ thể và đáng tin cậy hơn. Thế nên, các bạn hãy luôn ghi nhớ là mình phải cẩn thận khi xem qua bất kỳ con số nào nhé. Phải nắm rõ được công thức và bức tranh toàn cảnh, chứ đừng vội vàng rút ra kết luận nào. Con số không lừa người được đâu, chỉ có người tự lừa chính mình mà thôi. Scout cầu thủ luôn luôn là một công việc hết sức khó nhằn. Ngay cả những chuyên gia, những tuyển trạch viên chuyên nghiệp với hàng chục năm hành nghề cũng không bao giờ có thể tự tin nói rằng cầu thủ A hay cầu thủ B bất kỳ chắc chắn sẽ trở thành siêu sao được. Thế nên, các fan của Modern Football hãy luôn tự tin vào bản thân mình. Có công mài sắt, có ngày nền kim. Đừng ngại ngần gì mà hãy làm ngay một bài scout với những cầu thủ trẻ mà mình thấy hứng thú. Biết đâu, bạn lại tìm ra được một Messi hay Ronaldo mới thì sao? Xuyên suốt quá trình tìm tòi, các bạn sẽ gặp rất nhiều thứ mới lạ, học hỏi được bao nhiêu kiến thức hay ho. Và bí kíp trong video này chỉ có tác dụng như những lời khuyên sơ cấp mà thôi. Vì thế, hãy không ngừng nỗ lực và theo đuổi đam mê của mình nhé.